bạn sắm một chiếc TV màn hình lớn mà bạn cho rằng xem phim trên đó sẽ tốt hơn. Đúng rồi đó, nhưng mà chưa đủ. Khi bạn sắm một chiếc TV màn hình lớn thì hiển nhiên bạn đã muốn cải thiện hệ thống giải trí trong gia đình mình. Tuy nhiên khi bạn sắm một chiếc TV lớn như thế này này thì nó chỉ giải quyết một vấn đề duy nhất thôi, đó chính là phần nhìn. Nhưng bên cạnh phần nhìn, chúng ta còn đến phần nghe nữa. Mà cái phần nghe ở trên những chiếc TV của chúng ta cho dù là 40, 60 triệu chẳng nữa thì cái phần âm thanh này khá là ý gạt. Cái âm bass của nó sẽ không được tròn ấm, và cái âm jack của nó nhiều khi nó lên cao và sẽ hơi bị gắt và bị chói. Do đó thì chúng ta nên đầu tư một hệ thống âm thanh để bổ sung cho cái phần hình ảnh đấy. Và khi đó chúng ta sẽ nghĩ đến những cái phương án setup trong gia đình mình. Đó là phương án hệ thống âm thanh 2.1, 5.1, 7.1 hoặc là cao cấp hơn là 9.2, 11.2. Chúng ta sẽ cải thiện được cái phần âm thanh surround khi xem phim. Nhưng đơn giản nhất là chúng ta vẫn sắm một chiếc soundbar, bạn chỉ cần cắm vào là sử dụng ngay mà không cần thiết là quá rườm rà và phức tạp như các hệ thống âm thanh khác. Denon đã vừa cho ra một cái sản phẩm mang tên là DHT-S216, và đây theo mình là một chiếc soundbar vừa phải với mức giá chỉ tầm 6 triệu thôi. Và những gì nó mang lại thật là vượt quá sự mong đợi. Bạn sẽ không cần quan tâm là cái cục sốt buffer mình đặt ở đâu. Bởi vì sao? Bởi vì con soundbar đến từ Denon này nó đã tích hợp sốt buffer ở trong cái thanh soundbar luôn rồi. Do đó thì với cái chiều dài chỉ là 890mm là bạn đã được tích hợp mọi thứ ở trong đó. Hai loa switcher, hai loa midrange và hai loa sốt buffer đầy đủ cho các bạn thưởng thức những bộ phim giải trí trong nhà. DHT-S216 là một chiếc soundbar được xây dựng phù hợp với bất cứ cái không gian nào và bất cứ cái tivi kích thước như thế nào. Bởi sao? Bởi kích thước tổng thể của nó tính từ trung tâm đến hai bên thế này chỉ là 890mm mà thôi. Với chiều sâu là 120mm và chiều cao đây là 66mm. Do đó thì cái soundbar này rất là vừa vặn và phù hợp với bất cứ không gian sống nào. Ở phần phía trước này chúng ta có một cái phần vải xuyên âm rất là cao cấp, và phía sau như thế này là phần nhựa nhám được hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Bên mặt trên này chúng ta sẽ có phần điều hướng. Đây là nút chuyển đổi tín hiệu, và đây là phần kết nối Bluetooth với các thiết bị để nghe nhạc. Và bên cạnh đó là phần tăng và giảm âm lượng. Phía trước chúng ta sẽ có một số cái đèn tín hiệu nhỏ ở đây để biết được là trạng thái của cái nguồn tín hiệu vào, trạng thái của âm lượng và trạng thái của Bluetooth. Bluetooth sẽ có màu xanh da trời nằm ở phía bên này. Còn tín hiệu thì nó sẽ thể hiện theo 5 cái đèn nhỏ ở đây. Đây là một đèn. Và trước chúng ta sẽ có một cái logo lớn của Denon. Ở phía dưới thì như các bạn cũng đã biết thì chúng ta có 6 cái driver ở phía trước như thế này. Ngoài cùng là hai loa twister rất là nhỏ ở đây. Bên cạnh đó là hai cái loa midrange dạng hình oval, và bên này là cái loa subwoofer tích hợp ở đây. Vị trí chính xác nằm ở đây, và dưới này là cái subwoofer reflex, tức là cái phần hơi nó sẽ thoát ra ở đây. Đó thì khi các bạn đánh bass thì lưu ý là đặt cái loa soundbar này trên kệ với một không gian là cực kỳ phẳng, hoặc không các bạn sẽ phải treo nó lên làm sao đó để mà ở một vị trí cân bằng nhất để chúng ta đạt được hiệu suất tối đa khi đánh bass. Ngoài cái phần mà bass reflex ở dưới này thì chúng ta sẽ còn một cái thoát hơi ở đây của loa switcher và midrange, thì toàn bộ hơi sẽ được đẩy ra ngoài này để đạt được cái thoát âm mà chúng ta sẽ không cảm giác bị âm thanh bị nghẹt lại, bị ứ động lại. Và chúng ta hãy cùng nhau thử nghiệm chiếc soundbar này với một bộ phim nhé, để xem nó thể hiện sức mạnh của 6 cái driver này như thế nào. Why would I betray you? We all have our secrets. You just didn't get to yours yet. James Bond. License to Kill. History of Violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. History isn't kind to men who play God. Okay.
Điều đặc biệt nằm trong con sao ba này chính là mạch xử lý tín hiệu, và nó cho phép cái loa của Denon xử lý được rất là nhiều định dạng âm thanh phổ biến như là Dolby Digital nè, như là DTS, AAC, PCM, DTS Virtual X, và bên cạnh đó nó còn cho phép Denon tích hợp được rất là nhiều chế độ thông qua cái điều chỉnh cái chất lượng âm thanh phát ra. Denon đã tích hợp sẵn 4 chế độ trên con DHT-S216 này, đó chính là chế độ ban đêm, chế độ xem phim, chế độ nghe nhạc và chế độ Pure. Pure thì thông thường âm thanh đi vào con sao 3 này sẽ được xử lý tín hiệu số, tức là nó sẽ tách âm theo channel, xử lý âm thanh sau đó để nó phù hợp hơn với cái nội dung giải trí. Nhưng mà đối với nghe nhạc, liệu chúng ta có cần đến cái mạch DSP không? Thì do đó, cái Pure sinh ra dành cho cái nhu cầu này. Toàn bộ tín hiệu qua sau khi bật chế độ Pure lên thì nó sẽ không đi ngang qua DSP nữa, mà nó sẽ ra mạch khuếch đại và ra loa luôn. Ở đó thì chúng ta nghe nhạc sẽ cảm thấy tự nhiên hơn, nó không bị khô nhắc, không bị khô cứng, không bị nó quá bị làm quá lên như là đi xem phim, như là xem phim nữa. Dĩ nhiên thì cái DSP này rất phù hợp để cho giải trí, nhưng mà với nghe nhạc thì chúng ta nên dùng Pure. Ngoài những cái chế độ 4 chế độ mình vừa kể ra thì trên con Denon này, trên cái remote của con Denon này, chúng ta còn có cái Dialogue Enhancer, tức là nâng cao cái chất lượng giọng nói, nâng cao chất lượng hội thoại, đồng nghĩa là cái dải mic được đẩy lên trong hơn, sạch hơn và dài hơn. Thì chúng ta sẽ trong những cái phim mà có đoạn hội thoại nhiều, có đoạn kịch nhiều, thì cái Dialogue Enhancer này sẽ giúp chúng ta nghe rõ được hơn rất nhiều, đặc biệt hữu ích với những bạn đang học tiếng Anh. Thì các bạn hãy cân nhắc sử dụng cái tính năng này trên con DHT-S216 nha. Các cổng kết nối trên con Saba của chúng ta cũng rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cổng nguồn ở đây, sử dụng AC 2.2. Tiếp theo là cổng USB, cái cổng USB dùng để up firmware. Tiếp theo là cổng AUXin, cổng jack 3.5mm. Và ngoài ra chúng ta có một cổng audio in này qua cáp quang. Bên cạnh đó là HDMI vào. Mình vào đây HDMI ra, có trang bị RC, tức là cái Audio Return Channel tới TV. Và cuối cùng là một cái cổng mở rộng, bạn có thể gắn thêm một cái subwoofer cho vào cái sao ba này nếu mà các bạn cảm thấy là cái bass ở trên cái sao ba này không có đủ. Ngoài những phím cơ bản trên con sao ba ra thì chúng ta sẽ chuyển đổi toàn bộ các chế độ và điều chỉnh các cái thông số thông qua một cái remote được Denon tặng kèm như sau. Thì trên cái remote này chúng ta sẽ có những cái cục lớn, những cái cụm lớn ở phía dưới, cụm lớn phía trên, và mình sẽ giải thích từng cái tính năng của từng cái nút. Đây chúng ta sẽ có nút là tắt và mở sao ba, nút mute, chuyển đổi giữa các nguồn tín hiệu vào TV, HDMI, Bluetooth, AUX, và chúng ta sẽ có những chế độ như sau: DTS Virtual X, Pure, Movie, Nice, Music. DTS Virtual X này nó chỉ hỗ trợ những cái nguồn vào mà nó có hỗ trợ, do đó thì với những cái nguồn online streaming thì khi chúng ta ấn những cái này thì nó sẽ không có tác dụng. Còn với những chế độ khác như là Pure Movie Night Music thì khi chúng ta ấn vào nó thì chúng ta sẽ cần tốn từ 1 đến 2 giây để mà cái sao ba có thể chuyển đổi. Đây là một điều khá là phiền, khi mà chúng ta mỗi lần bấm thì chúng ta phải đợi 1 đến 2 giây, khá là lâu. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ còn cái cụm lớn ở phía giữa, đây là phía tăng và giảm bass. Ở đây tăng giảm âm lượng, và cuối cùng là Dialogue Enhancer, tức là chúng ta sẽ tăng cường cái phần trung âm, cái phần tách bạch của giọng nói. Hiện chiếc loa này đang được bán ra bởi anh Duy Audio với mức giá khoảng 6 triệu đồng. Đây là một mức đầu tư hoàn toàn xứng đáng để các bạn cải thiện cái chất lượng âm thanh của chiếc TV này. Bạn sẽ có một cái dải trầm ẩm hơn, tròn hơn, nhưng dải trung âm rất là dễ nghe và nghe xem phim rất là đã. Và cái phần âm thanh ở phía trên cao thì các bạn sẽ không có thể nào có được một cái phần âm thanh len keng dễ nghe thanh thoát được cả. Ở đó thì đây là một chiếc loa đã được Denon tune theo cái kiểu âm của Denon dành cho giải trí. Và như các bạn biết rồi đó, các bạn muốn nghĩ về cái vấn đề và sau khoảng 3 triệu thì mình khuyên là các bạn nên bỏ thêm một chút nữa để lên hẳn cái con 6 triệu như thế này, thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm giải trí rất là tuyệt vời. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một bài đánh giá chi tiết, một bài trải nghiệm chi tiết hơn về chiếc sau DHT-S216 ngày hôm nay. Thì tự trung loại thì chúng ta sẽ có một chiếc sao ba với một cái sự nhấn nhá vào dải mic, và cái âm trầm nó chỉ xuống ở mức vừa phải thôi, nó không quá sâu
và nó kiểm soát tốt hơn. Như vậy, nếu bạn đang cần một chiếc Sava với bass mạnh thì các bạn có thể sắm một chiếc Sava với có cái subwoofer rồi á. Còn đối với con này thì các bạn muốn gọn nhẹ hơn, các bạn muốn cái không gian sống mình nó đơn giản hơn thì DHT S216 là một lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên thì con này nó cũng cho chúng ta mở rộng một cái subwoofer nữa. Do đó là nếu các bạn thấy cái này là chưa đủ thì chúng ta có thể sắm Dinom DHT S216 và thêm một con subwoofer nữa. Thì đó thì cái trải nghiệm giải trí của chúng ta nó từ 2.1 đơn sơ thế này thì nó sẽ thành 2.1 nặng này. Những cái 2.1 đó thì nó sẽ giúp chúng ta có cái bass nó rèn hơn và giải trí tuyệt vời hơn. Về cái độ tách trình thì con này là có và khá tương đối là rõ. Đó thì với một cái giải mic như vậy thì các bạn sẽ xem phim rất là sướng, cháy nổ đã bập bùng. Đó tất cả là những gì mà các bạn mà mình giới thiệu với các bạn về chiếc DHT S216 này. Xem chút nữa thì quên, thì mình đang cũng muốn nói thêm về một cái phần, đó là phần nghe nhạc trên con Sava DHT S216 này. Thì thật ra là mình không đánh giá cao cái khả năng nghe nhạc trên con này. Các bạn có thể nghe nhạc nhẹ, có thể giải trí sau giờ làm, có thể kết nối với rất nếu các bạn là những người mà không quá khắt khe về vấn đề nghe nhạc trên những chiếc loa, chỉ cần những cái âm nhạc, chỉ cần những cái không gian mình tràn ngập những cái năng lượng sống tích cực thì cái con này đáp ứng được cho các bạn. Còn các bạn nào muốn nghe nhạc trữ tình, nghe những cái nhạc mà thiên về nhạc cổ độ thanh bạch cao thì mình khuyên các bạn nên tìm một chiếc loa 2.0, một cặp loa nào đó với một bộ âm lây nghe nhạc phù hợp hơn. Còn tính năng nghe nhạc trên con này thì mình cũng chỉ nói là nghe cho có mà thôi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những bài review tiếp theo.